Vâng, nghĩa ông Mỹ Đen xin kính chào bà con nhé. Thì rồi em có ghép cái tổ ong, ghép cái tổ ong tách ra một cầu để cho Chúa nó đi giao cấu, nhưng mà nay bữa hôm rồi lên thì thấy là bây giờ là nó để ông thợ thì em ghép lại vào cái tổ này rồi. Thì bây giờ cái cầu mà ông thợ để trứng đấy thì cần xử lý như thế nào? Đấy, và làm như thế nào để cho nó đạt cái hiệu quả cao nhất? Thì em vừa làm em vừa trao đổi rồi là sau sẽ chia sẻ cùng với các bác. Đây các bác nhé, là cái tổ ong vừa hôm rồi là em có tách ra rồi đấy. Thì quân này nó nếu như bốn cầu quân thì là vừa đấy, tại vì là đây các bác này, đây như cái cầu này là bữa hôm rồi quay mặt xong là thấy có cái mủ chúa đây các bác này. Đấy, xong là nó đi phối nhưng mà về không được, rồi bắt đầu nó để ông đực, có nghĩa con ông thợ nó để. Đấy, thì như cái tổ này thì bây giờ phải xử lý cái cầu này như thế nào. Đấy, thì mới sau được quay hôm nay là ngày thứ 6 này các bác này. Đây là từ bữa hôm mùng 3 nay mùng 9 các bác. Đấy, thì nó đã hơi vít mà cua rồi nhé các bác nhé. Đấy, còn cầu trong thì em mới đổi. Đây, các bác này. Đấy. Thì quân như thế này thì là hơi xưa một chút. Nhưng mà nếu rủ bớt đi một cầu, tại vì cái cầu em tách ra nên là quay mặt thì nó cũng hơi xuống quân một chút đây các bác này. Đấy. Đấy, mặt là đáy ứ đang hơi hơi vít mà cua rồi các bác. Vẫn đang có nhu cầu để đắp ong đực này, các bác này. Đấy, đây là cái ong đực là em cắt hết các bác. Đấy, thì là đấy. Thì sau thì em sẽ xử lý cái cầu mà ông thợ để trứng này các bác. Đấy, nó cũng đã đầy rồi, cái này thì khoảng tầm cỡ 3 4 ngày nữa là nó sẽ ok thôi các bác. 3 4 ngày nữa là nó sẽ đầy mặt, nó sẽ vít nắp thôi các bác. Đấy. Thì như cầu này phấn rất là nhiều đấy các bác, phấn rất là nhiều đây, lại gần cho các bác xem. Đấy, phấn rất là nhiều như thế này thì mình phải đổi cầu nhé các bác. Đấy, không biết là các bác thấy có rõ không? Đấy, nguồn phấn rất là nhiều. Đấy. Phấn rất là nhiều luôn các bác. Đấy. Vậy thì như thế này mình chỉ cần đổi một chút. Đấy, mình lấy cái cầu mình đổi một chút, hoặc là mình đây. Mình cho cái này vào đó. Đấy. Cái cầu này mình chỉ cần quay mặt sang bên mạng ở đây là nó sẽ hạn chế cái nguồn phấn đi. Đấy. Đấy. Còn bây giờ như cầu này thì mình rủ đi để mình xử lý cái cầu này thôi các bác. Xử lý cầu này rồi là cho vào cái tổ nào mà nó đông quân các bác. Đấy, nó rất là đơn giản. Đây là cái cầu mà đây là em cắt cái lỗ ong đực nhé các bác nhé. Đấy, cắt lỗ ong đực nên là các bác nhìn thấy mó vậy nên nhiều người không biết kìa, tưởng là ấy, đây em xử lý cái ong đực cho các bác xem một chút. Em quay gần lại vậy để xử lý ông được để các bác nhìn cho nó dễ. Đây, nhìn vậy cho nó dễ nhá. Đây các bác nhé, cái cầu này không phải là móm mà đây là em cắt ông đực này các bác. Em cắt ông đực là cái lúc mà em quay mặt đấy, xong em cắt luôn các bác. Đấy, chứ không phải là do nó móm đâu, nó không vuông góc đâu các bác. Thì bây giờ xử lý cái ong đực này, cái ong thợ này nó rất là đơn giản đấy các bác. Nếu như mà các bác mà xử lý thì mình cứ đây em để về em cắt cho các bác coi. Đấy, thì các bác cứ lấy cái dao cắt mặt đấy, các bác cắt nó đi thôi mà. Đấy, cứ cắt nó đi. Đấy.
Bên đây cũng thế, bác cắt nó đi. Nếu xong các bác gõ gõ nhẹ. Gõ nhẹ cho nó ra bớt đi các bác. Bên đây cũng thế, bác gõ nhẹ. Mình gõ ngõ về mục đích để cho nó ra bớt cái nhặng đi, cho ong nó đỡ mất công luôn. Nó công các bác. Đấy. Thì nó rất là đơn giản, xong là bắt đầu bây giờ mình các bác lại theo em vào cái tổ mà em cảm thấy là nó phù hợp để nó nhanh công ra. Đây. Đi ra ngoài đây nhé các bác nhé. Đấy, đi ra ngoài đây, ở đây có một cái tổ nó phải tầm cỡ 3 cầu quân, nhưng mà nó phải lên đến khoảng tầm cỡ hơn 4 cầu quân các bác. Đấy, mới quay nhưng mà hắn cũng đã vít nắp rồi các bác. Thì bây giờ đi ra cái cầu này, tổ này thì em sẽ bỏ nó vào. Đây, quay lại gần đây cho các bác dễ thấy hơn tí. Em để gần này. Đây cái tổ này đây các bác. Như vậy như cái tổ này thì đấy, nó làm lên trên này các bác. Đấy, quần rất là đông. Để cho các bác coi tí đúng không? Đấy, như cái tổ này 3 cầu quân nhưng mà ăn rất là đông các bác. Trời hôm nay hơi lạnh này các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, rất là tràn hết này, đấy, tràn, rất là đông. Đấy, thì bây giờ, đấy, nó xây cả lưới mèo ở dưới này các bác. Đấy, mặt xây lưới mèo ở dưới. Và nó phình cái bầu mặt ra các bác. Đấy, nó phình ra rất là to đây các bác. Đấy, các bác nhìn thấy phình rất là to luôn. Đấy, mà đã làm lớn. Nó đã đắp. Nó đã tít mà cua nhé các bác này. Phình rất là to luôn. Đấy. Cái bầu mặt rất là đã luôn. Cầu thứ ba này các bác, nói chung là này các bác này, đấy tổ thì phải hai lớp quần này các bác, rất là to, phình ra ngoài phải tầm cỡ gần phân phải 6-7 ly các bác. Đấy là có hiện tượng bắt đầu hơi hổn một tí rồi. Cái cầu này em chỉ cần xoay tí về bên này là nó có hiện tượng là hơi chít nát rồi. Thì em xoay một tí này, phình ra rất là đông. Đấy, thì bây giờ em bỏ cái cầu này vào. Bỏ cầu này vào khoảng cách của nó cách khoảng tầm 6 ly đến 7 ly thôi các bác. Cái này thì đến tối là nó công ra thôi các bác. Cái cách mà mình gọi là xử lý cái cầu mà ông thợ đẻ trứng nhé các bác nhé, nó rất là đơn giản như thế. Còn là nếu các bác mà thấy nhiều trứng thì các bác có thể là phơi nó ra nắng nhẹ khoảng tầm 30 phút. À đây luôn cho các bác coi là cái bữa mà hôm mà em cái tổ mà em ghép để cho cái nó phát triển tốt hơn đấy các bác. Đây, bữa trước là em đặt cái kiểu này đấy các bác này, đúng không? Đấy, thì nay coi là cái quân nó có đều hay không và nó phát triển lại như thế nào. Là em ghép cả cầu lẫn quân đấy các bác. Thì nó có 3-2 cầu thì em ghép thêm một cầu nữa là 3 cầu đấy. Coi là nó như thế nào. Đấy, quân hôm nay thì cũng chỉ nhìn thấy thì chỉ có vừa đủ thôi các bác.
mặt cũng hơi kém các bác, quần hơi chạy các bác, quần chỗ này là quần hơi chạy. Ừ, có hiện tượng thối ấu trùng các bác ạ, này là có hiện tượng thối ấu trùng rồi. Quần chạy như thế này là có hiện tượng thối ấu trùng các bác. Này là phải xử lý rồi các bác. Cái ấu trùng thì lớn rồi. Này mình phải xử lý rồi các bác, như chỗ này là bị bệnh thối ấu trùng rồi này. Đấy, thì nó bị bệnh như thế này là phải xử lý rồi các bác. Ừ, các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.